Chào bạn, đây là video mở đầu của khóa học online đọc hiểu N2. Thì chúng ta sẽ không đi vào ngay lập tức các bài đọc mà chúng ta sẽ phải làm quen một chút về các dạng bài trong phần đọc hiểu N2 và cũng như là cấu thành thành phần của một đoạn văn bản. Thì bởi vì như chúng ta đã biết, khóa học này không phải là chúng ta sẽ chỉ có học về cái kỹ năng để giải quyết bài trong GPT mà chúng ta còn học cả cách để có thể dịch câu văn một cách mượt mà, một cách trôi chảy nhất nữa. Thì chính vì vậy, chúng ta sẽ không đi ngay vào lập tức các dạng bài đấy, đúng nhỉ? Mà sau khi chúng ta học cái kiến thức nền, chúng ta sẽ đi vào sau nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn này. Bài số 1 là bài làm quen với đọc hiểu N2. Thì trước hết là chúng ta sẽ so sánh về môn đọc hiểu ở trình độ N3 và N2. Các bạn quan sát lên phần màn hình nhé. So sánh môn đọc hiểu ở trình độ N3, N2 này. Đầu tiên, chúng ta sẽ so sánh dựa vào các tiêu chí nào? Thì chúng ta sẽ dựa vào tiêu chí thứ nhất, đấy là thời gian làm bài đọc. Thời gian làm bài đọc đối với N3 ấy, thì các bạn sẽ thi kanji và từ vựng riêng trong 30 phút đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ thi phần tiếp theo là phần ngữ pháp và đọc hiểu trong 70 phút, đúng nhỉ? Tức là chúng ta sẽ thi ngữ pháp và đọc hiểu trong vòng 70 phút. Đấy, thế nhưng mà điểm thì phần ngữ pháp sẽ cho vào kanji từ vựng, chứ không cho vào gì đấy nhỉ? Chứ không cho vào phần đọc hiểu nhá. Đấy, đấy là một cái mà rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn, đúng nhỉ? Nhưng mà thực ra thì không phải như thế. Còn với N2 thì chúng ta có 105 phút cho tổng phần kanji từ vựng ngữ pháp và đọc hiểu, chứ người ta không tách riêng ra thành hai phần là kanji từ vựng và ngữ pháp đọc hiểu nữa, mà người ta gom vào như vậy. Chính vì thế, chúng ta thấy rằng nếu như vậy thì tổng N3 sẽ là 100 phút làm bài, N2 là 105 phút, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ phải biết phân bố thời gian một cách hợp lý, nếu không sẽ không thể nào đủ thời gian cho môn đọc hiểu được. Chính vì vậy thì khi mà từ kinh nghiệm mà đã giảng dạy thì mình luôn luôn đưa ra lời khuyên cho các bạn, đấy là phải dành nhiều thời gian cho đọc hiểu. Cụ thể là đối với đọc hiểu N3 ấy, thì mình chỉ dành tầm bao nhiêu nhỉ? Từ 10 đến 15 phút cho phần ngữ pháp thôi. Cái này không phải là kanji từ vựng nhá. Bỏ cái phần kanji từ vựng này đi. 10 đến 15 phút cho phần ngữ pháp, như vậy là còn 70 phút thì trừ đi còn 55 đến 60 phút cho phần đọc hiểu. Còn N2 thì sao? N2 thì chúng ta chỉ dành 30 đến 40 phút cho phần kanji từ vựng và ngữ pháp. Và thời gian còn lại là từ 65 đến 75 phút chúng ta dành cho đọc hiểu, thì có như vậy chúng ta mới đủ thời gian để chúng ta làm được tất cả các bài và với mức độ đúng tương đối chính xác được. Chứ nếu mà không thì chúng ta dành nhiều thời gian cho những môn kia thì chúng ta sẽ không thể nào mà có đủ thời gian để làm đọc hiểu được, bởi vì bài khá là dài, đúng nhỉ? Đấy, đấy là cái đầu tiên về mặt thời gian là như vậy. Các bạn lưu ý nhé, khi mà đi thi N2 thì chỉ dành từ 30 đến 40 phút cho phần kanji từ vựng ngữ pháp thôi, còn lại 65 đến 75 phút chúng ta dành cho đọc hiểu. Tiếp theo, ngoài tiêu chí so sánh về mặt thời gian làm bài thì tiêu chí về khối lượng bài đọc của hai trình độ này cũng khác nhau. Các bạn sẽ quan sát một chút về cái bảng so sánh sau này. Chúng ta sẽ có các tiêu chí gồm đầu tiên là loại văn bản, đúng nhỉ? Loại văn bản gồm có đoạn gì nhỉ? Ngắn, đoạn trung rồi vân vân đấy. Tiếp theo là trình độ N3 và trình độ N2. Ở đây sẽ có bao nhiêu đoạn, bao nhiêu câu trong một đoạn và tổng là bao nhiêu câu nhá. Thì đầu tiên, đối với đoạn văn ngắn hay còn gọi là tam bươn thì trong N3 chúng ta có 4 đoạn, đúng nhỉ? Mỗi đoạn có một câu, đúng không? Thì chúng ta sẽ có tất cả là 4 câu tất cả, thì N2 người ta tăng thêm một đoạn. Vậy là tổng là 5 đoạn và 5 câu. Tiếp theo, đoạn văn trung bình. Đoạn văn trung bình thì ở N3 có 2 đoạn, mỗi đoạn có bao nhiêu nhỉ? Có 3 câu, tổng là 6 câu. Ở N2 chúng ta sẽ có 3 đoạn thì trong một đoạn đó có từ 3 đến 2 câu tùy năm, nhưng mà thực tế thì thường là sẽ là 3 câu một đoạn. Nhưng mà năm vừa rồi thì hai đoạn đầu tiên là 3 câu, còn đoạn còn lại là 2 câu. Đấy, vậy thì số câu nó thay đổi từ 8 đến 9 câu. Như vậy là tăng một đoạn chung so với đoạn của N3, đúng không? Tiếp theo là đoạn văn so sánh ý kiến. Đoạn văn so sánh ý kiến là người ta đưa ra ý kiến của hai người, thường là hai người nhá. 3 thì chưa đến 3 thì thường là N1 cơ, nhưng mà N1 thì cũng mới chỉ gặp có một lần có 3 người thôi, còn lại đa số là hai hết. Thì người ta đưa ra ý kiến của hai người này và chúng ta sẽ có nhiệm vụ là phải gì nhỉ? Phải xem ý kiến của họ như thế nào, giống hay khác nhau đấy. Thì trong N3 chúng ta chưa có cái dạng này, thì N2 sẽ có và có một đoạn như vậy đấy. Độ dài thì nó tương đương với lại đoạn, nếu mà gom lại thì nó tương đương với đoạn văn trung bình, đoạn văn trung, đúng nhỉ? Thì một đoạn này có 2 câu, tổng là 2 câu. Đoạn văn dài hay còn gọi là chobun thì ở N3 chúng ta có một đoạn và có 4 câu hỏi, tổng cộng là 4 câu, thì N2 cũng một đoạn và chỉ còn 3 câu.
Tổng là 3 câu hỏi nhé. Tiếp theo là đoạn văn tìm kiếm thông tin thì cả N3 và N2 chúng ta đều có một đoạn và có hai câu trong một đoạn đó, tổng là hai câu tất cả. Như vậy chúng ta thấy rằng so với thời gian làm bài chỉ tăng thêm khoảng 10 đến 15 phút đúng không? Đấy, ví dụ như đây các bạn nhìn thấy thời gian khuyến nghị cho N3 khi mà làm đọc hiểu là từ 55 đến 60 phút, N2 là 65 đến 75 phút. Vậy thì chúng ta thấy rằng nó chỉ tăng lên khoảng có bao nhiêu nhỉ? Đây, 10 phút này, đấy, 10 15 phút. Nhưng mà thực ra chúng ta phải làm thêm rất là nhiều thứ đúng không nhỉ? Một đoạn ngắn, một đoạn chung, một đoạn so sánh, chưa kể là những cái đoạn này nó vừa làm sao đây nhỉ? Nó vừa dài hơn này, nó lại còn vừa khó hơn. Ví dụ như là đoạn chung của N2 ấy, thì nó đã phải dài gần bằng đoạn dài của N3 rồi. Đấy, chưa kể là cái mức độ trừu tượng nữa. Do vậy càng cần thiết chúng ta phải phân bố thời gian một cách hợp lý nhá. Tiếp theo tiêu chí so sánh thứ 3 đấy là độ dài của bài đọc. À xin lỗi, độ dài là số 2 rồi nhỉ. Độ tiếp theo là thứ độ khó của bài đọc. Nếu như ở đọc hiểu N3 ấy thì các chủ đề xoay quanh cuộc sống thường ngày, nó chưa quá phong phú và đa dạng. Nhiều trường hợp thì mình có thể tìm thấy ngay đáp án ở bài đọc. Thì ở đọc hiểu N2, văn phong trở nên bay bổng, trang trọng và đôi lúc cách viết cũng khó hiểu hơn nhiều vì chủ yếu hỏi suy nghĩ, quan điểm, ý kiến của tác giả về một vấn đề nào đó. Đây, cái phần này là cái phần mà chúng ta cần lưu ý này. Mình sẽ đánh dấu highlight bôi vàng ở đây cho các bạn. Đây nhá, N2 ấy, thì người ta hỏi rất là nhiều về cái suy nghĩ, quan điểm và ý kiến của tác giả. Đấy, chính vì vậy mà nó trở nên khó hơn rất là nhiều so với lại trình độ N3 đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta lưu ý nhá. Không hiểu sao nó lại không bôi được. Rồi thế thử cái phần gạch chân xem. Đây. Rồi, người ta hỏi rất là nhiều về suy nghĩ, quan điểm, ý kiến của tác giả. Do vậy chúng ta sẽ cần phải ngoài cái gì nhỉ? Ngoài cái kiến thức khi mà chúng ta so đáp án ấy, chúng ta tìm ở trên bài đọc thì chúng ta còn phải hiểu rất là rõ cái tâm tư, nhiều khi là nó mang tính chất hơi trừu tượng ấy. Cái này thì bạn nào mà đọc sách tiếng Nhật ấy, thì các bạn sẽ có thể hiểu được, đúng nhỉ? Thể hiểu được thêm một chút. Đấy. Thì để xem là N3 và N2 khác nhau như nào thì các bạn sẽ tham khảo cái phần bài đọc ở dưới đây nhá. Ở trong đây là hai bài đọc trong phần đoạn văn ngắn của kỳ GLPT tháng 12 năm 2016. Chúng ta sẽ cùng thử đọc một chút và xem là phần nào là phần của N3, phần nào là phần của N2 nhé. Cả câu hỏi này, lẫn cách gì nhỉ? Lẫn câu trả lời, lẫn cách dịch. Đây, chúng ta sẽ xem. Đầu tiên là đoạn 1. Thì mình sẽ đọc và phân tích một chút về cái bài này cho các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta xem này, đoạn số 1 này. 実はやりたいことをやるためには シンプルに間近の目標を達成していくだけで十分だと思います。 Thì chúng ta có ở đây có từ jitsua là thực ra là đúng không nhỉ? Ở đây là có ngữ pháp tameniwa. Tameniwa chính là tameni nghĩa là để đúng không nhỉ? À, để làm sao? Yaru là làm này. Để có thể làm được công việc mình muốn làm ấy. Jitsua là cái từ nó dùng để làm gì đây nhỉ? Để diễn tả cái việc màu đầu đó là thực ra là trần tình. Thực ra là ấy. Thì sao? Để mà làm được cái việc mà mình muốn làm á, thì tô môi mắt thì tôi nghĩ là đúng nhỉ? Tôi nghĩ là sao đây? Tôi nghĩ là nhá, chúng ta xem này, những cái từ gì? Có đây có từ simple. Simple ở trong tiếng Anh nó là từ simple, có nghĩa là đơn giản. Đúng nhỉ? Đây là từ, cái từ này khá là khó đọc đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn vậy thôi chứ đừng có tưởng cái từ này mà dễ đọc nhá. Mặc dù là hai kanji là chữ gì nhỉ? Chữ gian và chữ cận có vẻ là dễ đấy, nhưng mà thực ra thì nó các bạn chưa, có thể là các bạn sẽ chưa gặp cái chữ này bao giờ đâu. Thì nó là đọc là magica. Đây mình sẽ gõ ra đây nhá. Đây nó đọc là như thế này. Ma này. Đấy. Có nghĩa là gần kề, đúng nhỉ? Gần kề rồi thì trước mắt đấy. Tiếp theo chúng ta có từ mokuhyo. Mokuhyo là mục tiêu, đúng không? Cái từ này thì dễ rồi, học trong N3 rồi. Đây là chữ đạt thành, tase, đúng nhỉ? Tase shiteiku dake de. Ở đây có ngữ pháp dake này. Dake là chỉ. Đây. Đó, dake này là chỉ nhá. Vậy thì toàn bộ câu này chúng ta dịch như nào đây? Chúng ta cứ dịch từ dưới dịch lên, đúng không nhỉ? Có các cái vế nó ngăn cách như thế này rồi. Thì khi nào mà học vào phần chi tiết, đấy là phần
phân tích câu và dịch câu ấy, thì mình sẽ nói cho mọi người cái cách mà để chúng ta có thể dịch câu được một cách chuẩn xác nhất nhá. Thì hôm nay là cái bài ví dụ thôi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu đọc qua thôi. Ví dụ này, Jitsuwa yaritai koto yaru tame ni wa, tức là thực ra là ấy, để mà có thể làm được cái công việc mình muốn làm á, thì tôi nghĩ chỉ, đúng không, chỉ cần làm gì đây, chỉ cần này, chỉ cần hoàn thành, đúng nhỉ, chỉ đơn giản là hoàn thành những cái mục tiêu ở trước mắt, hoàn thành những cái mục tiêu ở gần kề mình ấy là jibun. Đây là chữ thập phân, không phải là không đọc là jibun hay là jibun là 10 phút đâu nhá, mà là jibun là đủ, đúng nhỉ. Đấy, câu đầu tiên có nghĩa là để mà hoàn thành những việc mà mình muốn làm ấy, thì đầu tiên là hoàn thành những mục tiêu ở trước mắt mình, những cái mục tiêu ở gần kề mình đã, đơn giản là vậy thôi. Đấy là câu đầu tiên. Tiếp theo này, câu số 2 này, itsuka ogina shigoto nashitogetai, cái từ này nó hơi khó, cái này nó dùng hình thức từ đồng nghĩa đây. Sẽ gõ đây cho mọi người cái cách đọc của chữ từ này nhé. Nó là nashi togetai, đúng nhỉ? Thì nó nghĩa nó tương tự như cái từ nghĩa nó tương tự như từ gì nhỉ? Tương tự như từ tase này, nghĩa là hoàn thành. Đấy. Thì câu này là gì đây nhỉ? Itsuka okina shigoto nashitogetai to omotteitemo jitsuwa jitsuni sore ga donna mono ka wa wakari you ga nai shi hontou ni jibun ga nozonde iru mono ga nan na no ka wakarimasen. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Dù chúng ta, đúng không, đây có ngữ pháp là temo, dù chúng ta luôn nghĩ là ấy, một lúc nào đó chúng ta muốn hoàn thành cái việc lớn, đúng nhỉ, okina shigoto là kiểu như là công việc lớn, công việc quan trọng ấy, daiji na shigoto ấy. Đấy, chúng ta muốn hoàn thành cái công việc như vậy, chúng ta muốn đạt được, muốn làm được một việc như thế. Thế nhưng temo, temo đây là một cái hình thức gì nhỉ? Hình thức thể hiện cái quan hệ nghịch của hai vế nhá. Các bạn cần rất là lưu ý về cái này, đúng nhỉ? Những cái ngữ pháp này rất là quan trọng này, temo này. Thế nhưng mà ấy, chúng ta gì đây? Đây có ngữ pháp yoganai, có nghĩa là không thể nào mà, học trong N2, đúng nhỉ? Thế nhưng mà ấy, cho dù chúng ta muốn một lúc nào đó hoàn thành được một cái việc lớn, làm được một cái việc lớn, thế nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào mà biết được, đúng nhỉ? Đây là động từ wakarimasu, thì cái ngữ pháp yoganai là bỏ mas cộng yoganai nhé, có nghĩa là không thể nào làm được điều gì đó, đúng nhỉ? Chúng ta không thể nào biết được điều gì đấy, jisai ni sore ga donna mono ka, chúng ta không thể biết được cái đó, cái sore là cái đấy là cái gì đấy, chính là cái okina shigoto đây này. Đấy, tự nhiên nó xuất hiện là cái đó, đúng không? Thì mọi người phải biết rằng đây chính là cái công việc lớn đấy, đúng không? Đây cũng là một phần rất là quan trọng khi mà chúng ta vào phần chi tiết của kỹ năng đọc hiểu nhá. Chúng ta sẽ không biết được cái công việc lớn đó là cái như thế nào. Đấy là một. Cái thứ hai, chúng ta cũng làm sao đấy? Wakarimasen đây này. Chúng ta cũng không thể nào biết được rằng là gì đây nhỉ? Hontou ni jibun ga nozonde iru mono, tức là những cái thứ ấy mà chúng ta đang nozonde iru, là chúng ta đang thực sự mong chờ, chúng ta thực sự mong muốn, đúng không? Đây là nozomu, động từ nó đồng nghĩa với từ kibosuru nhá. Đấy. Đấy, đọc là nozomu. Đây mình sẽ gõ ra cho mọi người quan sát này. Nozo. Đó. Thì tiếp theo là gì đây nhỉ? Chúng ta cũng không thể nào biết được rằng cái thứ mà chúng ta thực sự mong chờ ấy, chúng ta thực sự mong muốn, chúng ta thực sự kỳ vọng là gì đây nhỉ? Nana no ka, đúng nhỉ, là cái thứ gì, là điều gì, đúng không? Đấy, đấy thì đoạn đầu tiên thấy như vậy nhá. Tiếp theo này, sore yori, sore yori là một cái từ nối, đúng không nhỉ? Hơn cả cái đó, sore, sore này là cái phía trước nhá. Vậy thì cái đằng sau nó quan trọng hơn cái đằng trước. Cái đằng trước đang đề cập đến cái điều là như thế này, nhưng mà cái đằng sau mới là cái người ta muốn nhấn mạnh. Đây cũng là một cái tip khi mà chúng ta học đọc hiểu sau này. Sore yori me no mae no yaritai koto o mitsuke sore ni shuchū dekiru you na program o kunde ike wa. Nó rất là dài cho nên là mình sẽ tách bớt ra để đọc cho nó đỡ, thứ nhất là cho đỡ mỏi, thứ hai là cho các bạn dễ hiểu hơn, đúng không? Vậy thì ấy, đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải này, mitsuke, mitsukeru là tìm ra, me no mae no yaritai koto, tìm ra cái thứ mà chúng ta muốn làm ở trước mắt ấy, đúng không? Đấy, chính là cái đầy, chính là cái majika no mokuhyo, nó dùng cái hình thức đổi cách nói đi một chút, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra cái việc mà chúng ta muốn làm trước mắt đã, cái việc mà chúng ta cảm thấy là cần phải làm ngay đã. Tiếp theo là gì đây? Sore ni
Siêu chiêu đấy cái điều là program cưng đây kể vào đây là cư mự có nghĩa là lập ra đúng nhỉ, lập ra lên một cái chương trình program là cái chương trình nhá, chương trình mà chúng ta có thể siêu chiêu có thể tập trung vào nó đúng nhỉ. Sore đây lại là cái gì nhỉ, cái meno mai no yaritai koto đây này, cái việc mà chúng ta muốn làm trước mắt đấy. Đấy thì quan trọng hơn cái việc là các bạn gì đấy nhỉ, các bạn muốn làm cái việc lớn thì đầu tiên là các bạn phải làm sao đấy, các bạn phải tìm được cái việc các bạn muốn làm trước mắt đã, các bạn hãy có một cái kế hoạch đúng nhỉ, các bạn hãy có một cái chương trình, một cái lộ trình để các bạn có thể tập trung được vào nó. Và kết quả là gì đây nhỉ, đây là thẻ bà. Thẻ bà này có nghĩa là nếu về trước thì về sau như nào đúng không, thì này shizeni jibun no yatte iru koto ga jibun no nozonde iru koto ni chikazuiteiku kanosei ga takai yo na ki ga shimasu đúng nhỉ. Thì một cách tự nhiên đúng không, shizeni là một cách tự nhiên nhá, các bạn sẽ ki ga shimasu nhận ra là đúng nhỉ, chúng ta sẽ nhận ra một cách tự nhiên rằng là gì đây nhỉ, đây là một ngữ pháp này kanosei ga takai, kanosei ga takai có nghĩa là khả năng cao là như thế nào đó. Đấy, khi mà các bạn muốn nói là khả năng cao là như thế nào đó nhá, thì các bạn có thể dùng cái ngữ pháp là thể thông thường cũng kanosei ga takai đúng nhỉ. Còn nếu mà muốn nói là có khả năng, có cái tính khả thi như vậy, chứ không nói là cao hay thấp, thì mọi người chỉ có thể nói là kanosei ga aru hay là kanosei ga nai nhá. Thì ở đây câu này có nghĩa là gì nhỉ, nhận ra rằng này, tự nhiên là gì đấy, khả năng cao ấy là cái jibun no yatte iru koto, là cái việc mà chúng ta đang làm nó sẽ chikazuiteiku, nó sẽ ngày càng, nó càng dần dần nó tiến đến cái việc mà chúng ta mong chờ, chúng ta mong muốn làm đúng nhỉ. Đấy, đấy là cái bài đọc này của chúng ta đúng không? Đấy, nó khá là trừu tượng, nó hơi trừu tượng đúng nhỉ. Thì mình sẽ tổng hợp lại cái quan điểm của người, của tác giả nhé. Tức là ấy, để mà làm được việc mà chúng ta thực sự muốn làm ấy, thì chúng ta cần làm những cái việc đơn giản, những cái việc mà trước mắt chúng ta có thể làm được trước, thay vì là lúc nào cũng mong muốn làm được việc lớn đúng nhỉ. Thì chúng ta sẽ không thể nào biết được rằng cái đó thực sự chúng ta có mong muốn hay không, không biết là chúng ta thực sự là cái chúng ta đang muốn làm là cái gì. Vậy thì khi mà chúng ta chưa biết được cái đó đúng nhỉ, thì chúng ta sẽ hãy làm những cái việc mà chúng ta có khả năng làm trước đúng nhỉ, có thể tập trung làm trước những cái việc ở trước mắt, ở gần kề chúng ta đã, thì biết đâu một lúc nào đó những cái việc chúng ta đang làm đấy nó sẽ chính là cái việc mà chúng ta đang thực sự mong muốn, chúng ta đang tìm kiếm đúng không. Đấy là cái nội dung của cái bài này đó. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái phần câu hỏi xem như thế nào nhá. Câu hỏi này hisha no kange ni ahu no wa dore ka, cái mà hợp với lại suy nghĩ của tác giả là cái gì. Câu một này yaritai koto o yaru ni wa oki na mokuhyo o tateru koto ga taisetsu da, tức là để mà làm được công việc mình muốn làm ấy, thì điều quan trọng đúng nhỉ, tai xích, điều quan trọng là mình cần phải lập một cái kế hoạch lớn, lập một cái mục tiêu lớn. Chắc chắn là đọc thì thấy hoàn toàn sai với lại gì đây nhỉ, sai với lại cái điều mà tác giả đang muốn gửi gắm đúng không. Không phải là lập một mục tiêu lớn đúng nhỉ, mà phải làm một cái trước mắt đã. Do vậy cái này là chưa đúng nhá. Câu số 2 này jibun no nozonde iru koto o shireba ima nani o subeki ka wakaru yo ni naru, tức là nếu chúng ta biết được cái điều mà chúng ta đang mong muốn ấy, chúng ta đang khao khát, chúng ta đang kỳ vọng đúng nhỉ, thì chúng ta sẽ trở nên, đây có ngữ pháp là yoninaru có nghĩa là trở nên như thế nào đó, trở nên có thể biết được là bây giờ chúng ta cần làm gì. Subeki chính là cái ngữ pháp beki nghĩa là nên, cần phải làm gì đó. Đấy, nếu mà chúng ta biết được cái việc mà chúng ta làm gì đấy, chúng ta đang mong muốn, chúng ta đang yêu cầu, chúng ta đang mong chờ ấy, thì chúng ta sẽ trở nên biết được rằng chúng ta nên làm gì. Cái này cũng không có đề cập đến đây đúng nhỉ. Đấy, không phải là cái việc mà chúng ta đang kỳ vọng. Tiếp theo, sambang jibun no yatte iru koto ga jibun no nozonde iru koto da to kizuku koto ga taisetsu da, điều quan trọng ấy là chúng ta nhận ra cái việc chúng ta đang làm là việc chúng ta mong chờ. À, cái này sai rồi, không đúng đúng nhỉ, không phải như vậy. Dòng cuối nó có nhưng mà nó không khẳng định là điều quan trọng là nhận ra việc mình đang làm là việc mình đang mong chờ đúng không. Đáp án 4 này, như vậy là chúng ta thấy cả 1, 2, 3 đều sai. Vậy thì có khả năng cao là 4 sẽ đúng. Xem 4 nhé. Meno mae no yaritai koto o tsuzukereba sore ga jibun no nozonde iru koto ni nari uru, đúng nhỉ. Nếu mà chúng ta tiếp tục cái công việc mà chúng ta muốn làm trước mắt ấy, thì đây có một ngữ pháp mà các bạn sẽ học ở N2, nari uru. Nari uru có nghĩa là có thể trở nên đúng không. Có thể trở nên.
Thì nếu bạn nào mà không biết ngữ pháp thì lại hơi tai hên đấy đúng không? Thì Nariuru chính là Kanosegatakai, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là có khả năng cao cao trở nên là Chikajite iku đúng không? À, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục làm những cái việc mà chúng ta đang gì đấy, đang mong chờ, à không phải đang mong chờ mà là đang muốn làm ở trước mắt ấy, thì sẽ có khả năng cái điều đó nó sẽ trở thành cái điều mà trở thành cái việc mà chúng ta mong chờ, à hoàn toàn hợp lý so với cái đoạn phía trên này đúng không? Như vậy đáp án đúng của chúng ta của câu này là đáp án của đấy, bị líu giọng rồi đấy, là đáp án số 4 đúng nhỉ? Đấy, đấy là cái văn bản đầu tiên của chúng ta nhé. Tiếp theo chúng ta sang văn bản số 2 này. Văn bản số 2. Keta denwa wa motte inai desu. Watashi ga so iu to taitei no hito wa odoroku. Tức là gì nhỉ? Tôi khi mà nói như này ấy, đó là tôi không có điện thoại di động, đúng không? Thì taitei no hito wa odoroku, thì hầu hết mọi người ấy, thì những người xung quanh ấy, người ta rất là ngạc nhiên. Atara beni desu to iwareru ga sore wa watashi mo yoku wakatteru. Tức là sao? À, mặc dù bị nói là nếu có thì sẽ tiện lợi hơn mà, thế nhưng mà tôi thì sao? Sore wa watashi mo yoku wakatteru. Tôi thì tôi cũng biết rõ điều đấy đấy chứ. Thế nhưng mà người ta lại có từ jitsua, người ta lại biện bạch này. À, người ta lại phân trần lý do này. Jitsua watashi mo izen keta denwa wo motte ta. Thế nhưng thực ra ấy, thì trước đây thì tôi cũng có điện thoại di động đấy. Shikashi, cái từ này rất là quan trọng nhé. Sau này chúng ta sẽ biết tại sao nó lại quan trọng. Shikashi, itsu doko ni ite mo denwa ni denakereba ikenai ki ga shite, sore ga iya de motsu no yamete shimatta no da. Thế nhưng mà ấy, tôi nhận ra rằng ki ga suru là tôi nhận ra là gì đây nhỉ? Là itsu doko ni ite mo, dù mình ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào mình đều phải gì đấy, à denwa ni deru, mình phải bắt máy, mình phải nghe điện thoại ấy. Do vậy tôi rất là sore ga i iade, đúng nhỉ, tôi rất là ghét cái điều đấy, tôi không thích cái điều đấy một chút nào cả, và tôi đã yamete, tôi đã từ bỏ, đúng nhỉ, tôi đã từ bỏ cái việc mà sở hữu nó, cái việc có nó rồi đấy. Đấy là cái gì nhỉ, đấy là cái phần dịch đến đây nhá. Suruto totemo kimochi ga raku ni natta, và sau đấy ấy, thì cảm xúc của tôi, tâm trạng của tôi đã trở nên rất là thoải mái, đúng không? Saiki wa ryoki ga yasui mono mo aru yo dashi,携帯電話がない生活には不便なこともある。それでも私は今のままでいいと思っている。 Tức là gần đây ấy, thì dường như là có rất là nhiều thứ mà gì ryokin, là tức là cái tiền chi phí ấy, tiền phí, tiền cước nó rẻ rồi thì gì đây nhở, thì cuộc sống mà gì đây, cuộc sống mà không có điện thoại di động ấy, nó cũng có vài chút hư bên, vài chút bất tiện. Thế nhưng mà tuy thế, số đề demo là tuy thế, tôi vẫn gì đây nhỉ, tôi vẫn cứ nghĩ như bây giờ là tốt, đúng không? Câu hỏi này,携帯電話について私はどのように考えているか。Về cái điện thoại di động ấy thì nhân vật tôi nghĩ như nào? Đây chúng ta xuống một chút nhé. 1 này,便利だという人もいる。À, benri da to yu hito mo iru ga, jibun wa so omowanai no de, ima wa motsu tsumori wa nai. Tức là gì đấy nhỉ? Có những người nói là nó tiện lợi đấy, thế nhưng mà thực ra bản thân tôi không có nghĩ vậy. Do vậy là tôi không có cái dự định là sẽ sở hữu nó. Câu này là câu sai đúng không? Câu này nó sai ở chỗ là nó bảo là tôi không nghĩ vậy, đúng nhỉ? Nhưng mà thực ra chúng ta thấy rằng ở đoạn trên này, ở đoạn trên nhá, đây, nó có nói là gì đây nhỉ? Atara benri desu to iwareru ga sore wa watashi mo yoku wakatteiru. Đấy, tôi cũng hiểu điều đó, do vậy nói là tôi không nghĩ thế là sai. Câu số 2, benri da to omou ga itsumo denwa o ki ni suru sekatsu wa iya na no de ima wa motsu tsumori wa nai. Là đây là cái gì nhỉ? Tôi cũng có nghĩ nó tiện lợi đấy, thế nhưng mà bởi vì tôi rất là ghét, tôi rất là không thích cái cuộc sống mà lúc nào cũng phải bận tâm, kỳ ní sự là bận tâm lo lắng, đúng nhỉ, để ý đến cái điện thoại. Do vậy tôi làm sao đấy, bây giờ thì tôi không có cái dự định là tôi sẽ có điện thoại di động đó. À, thấy có vẻ xui xui ấy, đúng nhỉ, thì chúng ta để lại cái câu này nhá. Đây, chúng ta gạch cái câu đầu tiên này đi bởi vì sai rồi.
Câu này thì chưa tìm ra được dữ liệu nào nói là người này sai đúng không? Ví dụ nhá, bên đi người này có nghĩ là tiện lợi nhá. Tiếp theo này, đúng là người ta cũng rất là ghét cái cuộc sống này đúng không? Cái dòng này này, đó. Nhận ra là lúc nào ở bất cứ nơi đâu thì cũng phải bắt máy này, rất là ghét cái điều đó và người ta bỏ cái việc cầm điện thoại đúng không nhỉ? Và nghĩ rằng bây giờ là vậy là ok. Vậy thì thấy câu V2 có vẻ đúng rồi đấy. Câu 3 này. モテる と便利だし、最近は料金が安くなったので、もう一度持つつもりだ。Tức là nếu có thì tiện lợi này, rồi thì gần đây này tiền cước, tiền chi phí rất là rẻ nên là tôi lại muốn có, đúng nhỉ? Sai, cái này chắc chắn là sai rồi. Và câu 4 là gì đây? Tôi không có muốn, đúng nhỉ? Mochitaku wa nakatta ga naito hubenなので もう一度持つつもりだ。Tức là tôi đã từng là không muốn có, thế nhưng mà nếu không có lại trở nên bất tiện nên là tôi muốn có. Chắc chắn là cái nào mà nói là tôi muốn có là sai đúng không? Bởi vì rõ ràng là người ta nói là tôi đã từ bỏ và tôi thấy như bây giờ là tốt, vậy thì người này không muốn có nữa, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là của chúng ta là đáp án số mấy? Số 2 đúng không? Đấy. Vậy thì qua hai đoạn này các bạn có phân biệt được đâu là bài đọc hiểu của N3, đâu là bài đọc hiểu của N2 không? Một bài về điện thoại di động, một bài về gì nhỉ? Về công việc mà mình mong muốn làm đúng không nhỉ? Đấy, thì khá là dễ đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có đoạn 1 nhá, đoạn đầu tiên mà chúng ta vừa dịch ấy là đoạn văn ngắn của đề thi đọc hiểu N2 tháng 12 năm 2016. Còn đoạn 2 là đoạn văn ngắn trong đọc hiểu N3 tháng 12 năm 2016. Đấy, đấy là cái mà chúng ta thấy được cái sự khác nhau khi chúng ta dịch và chúng ta làm bài đúng không nhỉ? Đấy. Thì mọi người cũng thấy được cái sự khác nhau về cái độ dài thì nó cũng tương đương nhau thôi, nó không hơn nhau mấy bởi vì là đoạn ngắn mà, nó chỉ có khoảng 4 5 dòng cái đi thi thôi. Thế nhưng mà cái độ khó, độ phức tạp và cái độ lừa của câu văn thì rõ ràng là cái đoạn trên nó hơn đúng không? Đấy, đấy là cái sự khác biệt nhá. Vậy thì từ các đặc điểm trên đây ấy, về mặt gì nhỉ? Thời gian làm bài này, độ dài, độ khó của bài ấy, thì để học đọc hiểu N2 tốt, chúng ta phải nắm được kiến thức nền tảng đúng không nhỉ? Kiến thức nền tảng đấy gồm cái gì? Gồm có kanji này, từ vựng này, ngữ pháp này, đây là ba kiến thức nền đúng không nhỉ? Nếu không có ba cái này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà chúng ta học đúng không? Đấy thì các bạn sẽ cần phải bổ sung những kiến thức nền tảng này trong quá trình học luôn nhá. Thì khi mà dạy thì mình sẽ nhắc lại một chút, ví dụ gặp cái kanji nào nó không đánh furigana này, từ vựng nào hơi khó này, hay là ngữ pháp nào mà dùng trong N3, N2 mà các bạn dễ nhầm thì mình sẽ nói lại. Thế nhưng mà thực ra là đây là cái mà các bạn cần phải chuẩn bị trước, đúng nhỉ? Đấy, cần phải có trước cái nguyên liệu thì chúng ta mới có thể nấu được những món ăn ngon được. Thì sau khi mà có được những cái kiến thức nền tảng này, đúng nhỉ? Kiến thức nền này thì chúng ta sẽ phải học các kỹ năng làm bài đọc hiểu. Đấy, đây là cái nhiệm vụ chính của trong khóa học này của chúng ta, đúng không? Là các kỹ năng làm bài nhá. Kiến thức nền cộng kỹ năng làm bài. Và trong kỹ năng đấy thì như nhấn mạnh từ nãy đến giờ, cái điều rất là quan trọng đấy là phải phân bố được thời gian làm bài hợp lý. Nếu chúng ta không phân bố thời gian làm bài thì chúng ta sẽ không thể nào mà hoàn thành được khối lượng lớn bài như thế trong thời gian hạn chế như vậy đúng không? Đấy. Tiếp theo, phần cuối cùng của cái video đầu tiên thì chúng ta học nhẹ nhàng thôi đúng nhỉ? Từ những video sau chúng ta sẽ học chi tiết và phân tích câu rồi thì gì nhỉ? Dịch câu rồi thì luyện tập các bài đọc vân vân. Tiếp theo là phần thông tin chung về khóa học. Đầu tiên ấy là đặc điểm khóa học. Khóa học này có hai cái nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, đó là dạy kỹ năng làm bài đọc hiểu. Dạy kỹ năng làm bài đọc hiểu, đúng nhỉ? Dạy kỹ năng làm bài đọc hiểu chính là cái phần mà làm sao để chọn được đáp án đúng trong thời gian nhanh. Đấy. Tiếp theo là dạy kỹ năng dịch bài đọc hiểu nhá. Dịch bài là dịch làm sao từ một văn bản tiếng gì nhỉ? Tiếng Nhật sang tiếng Việt sang tiếng Nhật trước đúng không? Cho hay. Chứ còn nói thật là nếu mà dịch từ gì nhỉ? Từ tiếng Việt sang tiếng Nhật thì khá là khó đấy. Trong khung thời lượng này chúng ta không thể nào có đủ thời gian được. Thì cái phần mà dịch bài ấy, thứ nhất nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là các bạn phải giỏi cái tiếng Việt trước đúng nhỉ? Thì chúng ta mới có thể có những ngôn từ trong tiếng Việt nó bay bổng được. Thứ hai là các bạn khi mà mình giảng bài, mình chú ý những cái phần nào dịch như thế nào ấy, thì các bạn lưu ý ghi nhớ lại những cái phần này nhá. Đấy. Và mình sẽ có cái phần ví dụ như là khi chữa bài ấy, thì mình sẽ có cái phần sau khi mà đăng video xong thì mình sẽ có cái phần dịch cái bài đó dưới dạng là có thể là file PDF hoặc là file mình đăng lên nhóm cho mọi người để mọi người xem lại về cái phần dịch đấy như thế nào. Đấy thì
Mặc dù là khóa học là cung cấp kỹ năng làm bài, kỹ năng dịch bài, thế nhưng cái quan trọng nhất vẫn phải là sự nỗ lực của chúng ta, đúng không? Nếu chúng ta không có nỗ lực thì chúng ta không thể nào mà làm được cái gì hết. Đó đó là một số cái mà chúng ta cần lưu ý nhá. Thì ở đây có một vài cái dòng liên quan đến cái kỹ năng trên này. Đó là hai kỹ năng này ấy, nó hoàn toàn khác nhau vì khi thi GPT thời lượng làm bài rất là hạn chế. Do vậy, không nên áp dụng việc dịch chi tiết khi làm bài. Nhớ nhá, khi đi thi GPT N2 không áp dụng việc dịch bài chi tiết, dịch từng câu từng chữ, đúng nhỉ? Trừ khi các bạn có cái vốn nền tảng rất là tốt, rất là kỹ, các bạn gì đấy, các bạn luyện tập rất là nhiều rồi thì các bạn có thể áp dụng cái việc đấy. Chứ nếu mà các bạn vừa mới học thôi, đúng nhỉ? Đấy, thì các bạn sẽ không thể nào đủ thời gian mà làm như vậy được. Mà chúng ta cần nhất đó là chúng ta nắm bắt được ý chính, đọc sơ để nắm bắt được ý chính này, trả lời câu hỏi dựa trên thông tin có được từ bài đọc, có một số quy tắc, tips rồi mẹo. Thì trong quá trình học thì Sensei sẽ nói cho các bạn thêm về những đó nhé. Tất nhiên là chúng không có nhiều và cũng không phải lúc nào áp dụng được. Và cái mẹo quan trọng nhất của chúng ta đấy là chăm chỉ, chịu khó, cần cù, đúng nhỉ? Là cái mà sẽ giúp chúng ta có được mọi thứ. Tiếp theo, về việc phân bố chương trình học nhé. Thì ở tháng 12 ấy, chúng ta sẽ học những khái niệm chung về đọc hiểu. Tìm hiểu chung về đọc hiểu là cái bài đầu tiên này. Tiếp theo, các buổi còn lại trong tháng 12 chúng ta sẽ luyện phân tích câu, đúng nhỉ? Đấy, mọi người sẽ rất là băn khoăn không biết cái câu nó dài như thế này thì phải tìm chủ ngữ như nào, đúng không? Dịch như thế nào đấy, các thành phần câu đấy. Thì trong tháng 12 chúng ta sẽ tập trung vào cái việc học kiến thức nền về đọc hiểu, đó là tìm hiểu chung về nó và luyện phân tích câu, dịch câu. Sang tháng 1 chúng ta sẽ luyện tập về đoạn văn ngắn và đoạn văn so sánh ý kiến, đúng không? À xin lỗi, không phải là đoạn văn ngắn đâu mà là đoạn văn tìm kiếm thông tin nhé. Đoạn văn tìm kiếm thông tin và đoạn văn so sánh ý kiến của hai người AB ấy mà nãy vừa nói đấy. Tháng 1 là chúng ta sẽ làm cái việc đó. Tháng 2 và tháng 3 chúng ta sẽ học đoạn văn ngắn. Tháng 4 và tháng 5 chúng ta sẽ học đoạn văn chung, đoạn văn dài, đúng nhỉ? Thì thực ra là chung hay dài ấy, cũng từ ngắn mà ra thôi. Do vậy là chúng ta dành tận 2 tháng để chúng ta học về gì đấy, về đoạn văn ngắn. Tất cả các dạng như là dạng câu hỏi lý do này, câu hỏi ví dụ này, đấy, rồi ẩn dụ vân vân. Và tháng 6 là chúng ta sẽ luyện tập đoạn văn dài và luyện tập tổng hợp nhé. Đây là phân bố cái chương trình học của chúng ta là như vậy. Về giáo trình giảng dạy thì chúng ta có giáo trình học và luyện tập đọc, đúng nhỉ? Đó là giáo trình Shinkansen Master N2. Thì cái này có trên mạng, các bạn có thể tải về, hoặc là bạn nào khó khăn quá thì có thể inbox cho mình sẽ gửi qua email cho các bạn cái phần tài liệu này nhé. Và như mình nói ở trên thì trong quá trình học thì những cái phần nào mà khó, bài nào khó dịch ấy, thì mình sẽ có thể gửi cho các bạn bài dịch qua file PDF hoặc là gì nhỉ, hoặc là qua gì nhỉ, qua bài đăng trên nhóm. Tiếp theo là giáo trình luyện thi, chúng ta cần phải luyện tập đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ luyện thi qua bộ đề các năm, đúng nhỉ? Và giáo trình tổng hợp, cái giáo trình tổng hợp này là do mình sẽ soạn từ rất là nhiều cái tài liệu khác. Và bộ giáo trình luyện thi nâng cao đấy là bộ đề Trung Quốc. Bộ đề Trung Quốc ấy thì nó có đặc điểm là kanji nó không bao giờ nó viết dưới dạng furigana cho chúng ta đọc ra, và cái độ dài cũng như độ khó nó rất là lớn, nó chắc là nó phải giữa N2 và N1 đấy. Thì chúng ta sẽ đọc hiểu thêm, đúng nhỉ, một số đề của Trung Quốc để xem là những kiến thức chúng ta học ấy và gì đấy, và thực tế thì nó sẽ áp dụng như thế nào vào những cái bài đọc khó như thế này nhá. Đấy, tiếp theo là về phương pháp học tập. Phương pháp học tập chúng ta sẽ học qua 90 video quay sẵn. Thì ban đầu thì như mình thông báo về khóa học thì chỉ có 80 video thôi. Thế nhưng mà mình thấy là 80 đấy thì nó cũng không đủ lắm cho cái việc mà chúng ta gì nhỉ, chúng ta luyện tập và chữa bài thi các thứ. Thì mình sẽ bổ sung thêm 10 video nữa cho mọi người, là chín có tổng cộng 90 video quay sẵn nhé. Độ dài các video từ 30 phút đến 1 tiếng. Thì trong 90 video này chúng ta sẽ có thể học được gì nhỉ, tất cả các kiến thức về làm bài, đúng nhỉ, chữa bài, dịch bài và luyện thi đấy, khối lượng khá là lớn đấy. Và chúng ta sẽ có 25 buổi học online trực tuyến. Online trực tuyến đấy là không phải là các bạn xem video như này mà các bạn có thể tương tác, đúng không? Tương tác có thể là tương tác qua comment này, hay là tương tác qua gọi nói chuyện trực tiếp, nhưng thực tế là phần đọc ấy thì chúng ta sẽ không, thực sự là cũng không cần quá nhiều cái tương tác như thế. Nói thật là tất nhiên là học cái gì thì cũng cần tương tác rồi, thế nhưng mà cái học cần tương tác nhất ví dụ như là Kaiwa chẳng hạn thì là cần, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà đọc thì chúng ta sẽ cố gắng là luyện tập nhé, luyện tập qua các video như thế này. Thì trong 25 buổi đấy thì sẽ có 19 buổi livestream trên Facebook. Livestream này sẽ là gì nhỉ? Cho đề bài này, làm rồi chữa, đúng không? Và 6 buổi Skype. 6 buổi Skype này là 6 buổi mà
sẽ chia lớp thành các nhóm, đúng nhỉ? Chia lớp thành các nhóm và gọi mỗi nhóm một buổi, đúng không? Thì có thể là mình sẽ yêu cầu bạn dịch bài, đúng nhỉ? Và mình sẽ chữa cho các bạn trực tiếp. Thì cái này mới gọi là trực, gọi là thực sự là trực tuyến. Đấy là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau và chữa trực tiếp cho nhau, đúng nhỉ? Thế nhưng mà thời lượng cũng có hạn. Và cái quan trọng nhất như mình nói là cái sự cố gắng của bạn. Do vậy là chúng ta sẽ chỉ có khoảng 6 buổi qua Skype nhé. Còn lại là các buổi livestream trên Facebook. Thì ngoài ra ấy, chúng ta còn có gì nhỉ? Chúng ta còn có cái phần chữa bài tập hay là ra đề trên các trang, các nhóm group ở trên Facebook nữa. Thì cái đấy thì có thể là đăng hàng ngày hoặc là đăng gì nhỉ? Đăng có thể là hàng ngày hoặc là một ngày đăng vài lần chẳng hạn. Thì cái đấy cũng là cái mà mọi người cố gắng để theo thì có thể làm được nhiều bài tập hơn nhá. Đấy, đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý. Thì bài tiếp theo của chúng ta sẽ là video tiếp theo, sẽ là video phân tích kết cấu và thành phần câu, sẽ ra vào thứ tư tuần sau. Thì bắt đầu từ bài 2 chúng ta sẽ có bài tập về nhà. Thì các bạn sẽ cần phải gì nhỉ? Cần phải làm bài tập về nhà, đúng nhỉ? Đấy, thậm chí là các bạn có thể tìm thêm tài liệu tham khảo các thứ nữa. Thì cái việc học của chúng ta mới trở nên tốt được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có xem video của mình ấy mà chúng ta không có tìm hiểu thêm, hay là chúng ta ngại, chúng ta nghĩ rằng học online thì chỉ cần vậy thôi, thì chúng ta rất là khó để chúng ta đạt được cái mục tiêu chúng ta mong muốn nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video thứ 2.